Xin chào các quý vị, tôi là Dương Văn Khoa, dược sĩ, hiện là trưởng phòng nghiên cứu phát triển tập đoàn dược phẩm Starmed. Thì hôm nay, đại diện cho công ty, tôi xin phép có những chia sẻ thông tin chính thức từ bên phía tập đoàn và từ bên phía sản phẩm về các cái thông tin liên quan đến sản phẩm gạc răng miệng DrPP mà mọi người đang rất là quan tâm. Sản phẩm gạc răng miệng DrPP có màu trắng của gạc. Thì tuy nhiên như tôi vừa chia sẻ, sản phẩm gạc này nó sẽ cấu thành từ hai cái nhóm, đấy là cái gạc sau khi được tiệt trùng và cái dịch tẩm. Thì trong dịch tẩm đấy thì nó có cái chiết xuất dược liệu, đấy là chiết xuất là dịch chiết lại hẹ. Cái dịch chiết lại hẹ là một trong những dịch là cái thành phần mà đem lại cái hiệu quả của sản phẩm cũng như là sự khác biệt của sản phẩm. Thì dịch chiết lại hẹ này là được chiết xuất từ thảo dược, và như các anh chị biết ý, đặc điểm chung của các sản phẩm chiết xuất từ thảo dược nói chung là nó có rất khó với tính như là không đồng đều về màu sắc, mùi vị giữa các lô sản xuất. Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu mất rất nhiều thời gian. Họ cũng chỉ dừng lại mức là định danh là trong cái dịch chiết một cái thảo dược cụ thể nào đó thì nó có cái thành phần gì và nó có cái công dụng gì là chính. Và hiện tại là toàn bộ các sản phẩm mà chiết xuất từ thảo dược thì chúng ta đều đang ứng dụng những cái bài thuốc cổ phương của các ông cha ta để lại, được ghi trong các sách y học, trong các giáo án, trong các giáo trình về thảo dược, về các cái từ điển về cây cỏ ở Việt Nam để mình áp dụng. Và cái dịch chiết lá hẹ trong cái sản phẩm gạc DrPP cũng không làm ngoại lệ. Tuy nhiên tôi xin khẳng định cái sự sai khác này nó nằm trong cái giới hạn cho phép và nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng của sản phẩm. Trong suốt quá trình lưu hành của sản phẩm, chúng tôi đã ghi nhận được hàng nghìn, hàng triệu các phản hồi tích cực của khách hàng, cũng như là được cái sự tin dùng của hàng triệu trẻ em trên toàn Việt Nam. Thì hiện tại để đồng hành cùng các quý vị cũng như khách hàng thì chúng tôi có các cổng thông tin chăm sóc khách hàng chính thức, bao gồm là website của tập đoàn, website của sản phẩm, fanpage chính thức của sản phẩm, hoặc là trong bất kỳ mọi sự cần sự hỗ trợ và tư vấn nào thì quý khách có thể là liên hệ trực tiếp đến cái số hotline mà của Trung tâm Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trên vỏ hộp để được hỗ trợ tư vấn. Trên đây là toàn bộ các thông tin cơ bản nhất về nhận diện của sản phẩm gạc răng miệng DrPP, về các đặc tính, về màu sắc, mùi vị của gạc răng miệng DrPP. Thì tôi cũng mong các anh chị, các quý vị lưu ý để nắm được thông tin, và tôi cũng rất mong là sự ủng hộ tiếp tục của quý vị đối với sản phẩm gạc răng miệng DrPP trong thời gian tới. Tôi xin cảm ơn.